Ok, chào tất cả anh em trở kênh DHPG của ngày mai. Tiếp tục với con game mới Hơi Thở Mặt Trời thì mình sẽ dẫn anh em kế lang ngày 6. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Hôm nay mình tí quên ý, tại hôm nay cái con bot mình ấy đang thiết kế gần của ngày mình đánh. Mình đang gửi thư anh em quên luôn em ơi. Đây tải bot đến level 10 rồi. Đây là ba mới lù nhá. Nếu ba mà không lù ấy, bây giờ luôn giờ phải đến bot 15 rồi. À này, hôm nay ấy, mình lù ba con. Đi 10 triệu. Công nhận con là bot level 10 cực giấy luôn. Bạn này nhớ không phải top, chỉ có top 8 hay top 10 thôi. Mở đêm một phát gần 100 triệu. Anh em top đêm 5 phát kéo kia chết cả bot luôn. Lên ý. Ba anh em mà có nhiều top thì cố gắng kêu gào em lu. Còn về top ấy thì em có thể chia từng người một. Như ví dụ như hiện tại mình top 3 này, Barbie top 2, Auto top 1. Thì em có thể kéo lại cái đầu vô. Mình có nhắn tin là những người nào mà có tên rồi bot level 10 tháo 3 4 5 con ra hoặc là lũ hết sạch luôn. Bot này xui thì nó xếp theo bảng xếp hạng như bot level 9 phải không? Top 1 5.300, top 2 5.000, top 3 4 dưới, top 4 đến top 10 4.000, top 11 đến 15 cũng được 2.800, còn top 16 20 được 2.100. Thì nó cũng bằng lửa với top 2. Mà ba anh em mà không thiết kế lũ ấy, một hai anh em top khi chết bot là cũng như cả ba anh em thọt xu luôn. Su game này lưng kỹ năng bang tăng rất là nhiều phần trăm, anh em chú ý. Đây những arc này của mình ấy, 10, 50, 10 đang lưng cái thứ tư lên level 6. Anh em thấy không? Công 50 trên 50, 26%. Giờ mình đang thiết kế lưng lên cái gần cuối tăng công cộng với máu phần trăm. Anh em chú ý cho mình là su cái kỹ năng gần cuối, thấp nhất là 1.000 em ơi. Lên cao nó còn là 1k dưới cơ. Hiện tại cái này chỉ tốn có 266 thôi. Mà nó là cái thứ tư. Cái 5 thấp nhất là 240. Cái 6 798. Từ cái tốc độ thì nó tốn hơn rất là nhiều mày. Game này mày coi mở tốc thấp, anh em mở thiết kế được lên tốc cao được đêm trước thì khá ngon. Một tưởng lag cơ. Đây về cái phúc hội tân thủ khá hay là sau hết nó phích lại độ khói mày. Nếu mà không phích lại thì cái địa ngục này mình tạch từ hôm 15. Về 8 ngày nhập còn có 2 phút nữa của anh em ơi. Về cái ưu đãi ngày thứ 6 thì em bỏ qua cho mình. Đây 1.250 là sẽ được 5 cái su cao cấp. Bỏ qua này. Và anh VIP 6 là sẽ được mua phôi 5 sao với giá là 210. Cái này chắc chắn là VIP 6 phải mua rồi, rất là ngon. Ngày 7 mình nhớ là tướng tự chọn 5.000 thì phải. Đúng rồi, 5.000 kim cương. Nhưng mà cần VIP 7. Còn về map ngày hôm nay ấy, nếu anh mở đen không lên được gen 9 sao là sẽ kẹt tầm 25.50 đến 26.5. Để cho em xem bảng xếp hạng. Và còn về nhiệm vụ thì khi mà nó up lên sau là mất em ơi. May là nhiệm vụ mình làm mắc rồi, anh em mà không làm mắc nhiệm vụ coi như là phí luôn đấy. Đến map mình đang hạng 39 mới rớt top thảm luôn, 25.50. Đây top 6 hơn lại thì 26.5. Đa số là anh em kẹt ở 26.5. Nếu mà mình lên được con gen 9 sao ấy, khéo khi mình cũng 265. Đây khá sai mày. 26 người 265. Đây bài lên được gen 9 sao rồi. Anh em mở theo dõi nhóm của mình biết hôm nay mình giao bán hàng này. Trước này băng phó tạo băng rồi chuyển băng chủ cho mình. Mơ nghỉ rồi mày. Gần Tết khá nhiều anh em bận. Đây mình hạng 39 em ơi, căng đét luôn. 25.50. Còn là bên dưới là 2545. Ngay đa số anh em sẽ kẹt 2545. Còn anh mà hơn cơ ấy thì là 2645. Còn là vô thành thì mình đang kẹt 272, hạng 43. Đa số là anh em top kẹt 281. Từ top 6 xa ghê nhở. Đến top 17 một số 280. 280 cũng khá sai mây. Đến tận top 29, nếu mà mình lên được gen 9 sao là khéo khi mình cũng 280 đến 281. Đây gọi là 279 đến 272 như mình. Đây 70 trở lên cũng khá nhiều. Còn về huấn luyện thì mình đang hạng 13, à đâu 18, 391. Nếu hôm nay mà mình lên được gen 9 sao, kéo khi được thêm vài tầng nữa. Còn anh mà có tướng mui 9 sao lên ấy, chắc phải tầm 400 tầng trở lên.
Đây bạn là 9k này. Mui mới có 8 sao thôi mà bạn leo đến 395 top 2. Riêng mà em có mui 10 sao này ấy, phải trên 400 tầng. Đây nó vừa di trên ngày mày. Đây mình sẽ soi qua cho anh em xem luôn cái phúc lợi ngày 7 ấy. Ngày 7 ưu đãi này, 5 ngày quay 2.500. Vì hệ này anh em ở chưa lên đêm chính 9 sao, cộng với anh em dư nhiều kim cương mua ok. Đây, giảm giá 5.000. Anh em sẽ được thẻ chọn tướng, tướng hiếm này. Tướng hiếm thì anh em nên chọn Mui. Tại vì hiện tại bây giờ Mui là con nó khỏe nhất game. Còn về Tizo thì hiện tại khá dế. Còn là Omanai thì nó bị pick cái bạo kích rồi. Như trước ấy, Omanai mà bị bạo kích thì nó sẽ không bị dính sát thương. Còn bây giờ nó pick rồi thì hơi phế một tí. Chủ yếu là đánh kéo thôi. Và ngoài Mui ra ấy, nếu anh em mà quay ra con Tegen sâu cộng với con Mid này, chú ý cho mình. Mid này ấy, hiệp 1, hiệp 2 đêm cũng khá to. Nhưng mà từ hiệp 3, hiệp 4, hiệp 5 trở lên đêm nó cực phẩm luôn. Nhưng mà nó không trâu thôi. Nói chung nông dân nếu mà lên được về sau cố gắng lên mắc mui mình. À, hiện tại của mình thì vẫn chưa có con mui nào. Mới có một con Omanai. Lúc chơi mình cũng khá là phê. Nhưng mà nó bị phích cái bọc kích rồi nên là bình thường em ơi. Hệ quỷ mình có được một con SR Rui này. Hệ nước thì mình 8 con cùi trừ con Omanai. Hệ lửa thì mình có 2 gen. Có hệ gió mình không có đá mây. Xài tạm con Tengen. Tại vì Tengen thì nó có trong chiêu bộ thường nên là phần trăm cao anh em sẽ quay ra. Hơi thiếu tí. Ai của mình chỉ thiếu có hai phôi gió cộng với bóng tối. À nhầm, quý là mình lên được con Gen 9 sao. Gen ấy thì mình đã có copy rồi. Đây 6 sao. Mình dư mình có lên luôn con Gen kia. Mình vẫn đang phân vân. Nếu mà này mình về sau mà kiếm được nhiều con mid, theo khi là mình sẽ không chơi gen. Nhưng mà nếu không có là mình chơi gen. Tại vì ngày 8 là được thêm một con gen nữa, tức là mình đủ copy lên 9 sao. Còn phôi mình dư em ơi. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dư 6 phôi. Giờ chỉ cần full 8 sao là mình sẽ lên được gen 9 sao. Hàng này của mình ý, đã tích cái điểm khá nhiều rồi, 316k. Hôm nay kiếm thêm tầm 100k nữa là lên 400k, là đủ full max level 60. Đây level 200 mới cho lưng. Còn X thì mình đã 18 triệu rồi. À nói đến X em ơi. Hôm nay hàng này của mình khá chán ấy. Lúc đầu ấy mình tính là lưng đèo lên để mình làm nhiệm vụ. Nhưng mà sau lết nhiệm vụ nó hết sạch em ơi. Không biết về sau nó fix từ nhiệm vụ 422 trở lên có không. Nhưng mà trong nhóm anh em kêu ấy, anh em đến nhiệm vụ 300 không mất lên cả lối em ơi. Đợi về sau kiểu gì game nó cũng fix thôi. Hy vọng là nhiệm vụ trên 422. Không là coi như mình lưng level phí. Vì sao mà mình nói là phí? Mấy đứa trước mình nhắc như nhở. Game này khi anh em dùng tướng làm phôi để lưng sao lên thì nó chỉ tính nguyên liệu từ 100 lại thôi. Lúc anh em lưng sao thì nó yêu cầu là anh em lên level 100 và thức tỉnh lên. Thì nó chỉ trả cho anh em cần đấy nguyên liệu thôi. Anh em lưng lên level 110 hay thậm chí 200 thì nó vẫn trả nguyên liệu level 100 lên ấy. Anh em đừng lưng mấy con củi lên level 200 cộng với anh em học mấy cái kiếm đạo kia. Với con cu này kiếm đạo thì mình không học nhiều. Lag ghê nhở. Em ghê nhở, đang quay lag. Đây level 18 này, 1 này. Có con bóng tối 11, 1 này. Đây con này mình còn không lưng em ơi. Còn về phần kim cương như mình nói ngày hôm qua anh em tiết kiệm mình. Thôi ok, mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau, bye bye anh em.